Hồi này là ăn ngon rồi đó. Hôm nay trái lớn, bự, to đùng luôn. Thích quá chừng luôn. Xin chào cả nhà. Mời cả nhà ra vườn cùng thu hoạch ổi với mình ngày hôm nay nha. Những trái ổi bên đây quá lớn rồi. Mình muốn hái cái chùm này nè. Mình muốn hái cái chùm này nè cả nhà. Nhưng mà mình sợ lặt xuống nó bể nè. Nhưng bây giờ làm sao? Thôi hái trên này trước đi. Đó. Nè, cái trái nó bự ơi là bự luôn cả nhà ơi. Thích thì thôi luôn á. Nè, thấy chưa? Cả nhà coi đó. Ham ha. Hái ở đây luôn. Không có dám kéo mạnh tại vì sợ sứt cái nhánh. Ham quá luôn. Và trái giật xuống đi. Đúng rồi, cầm một tay là một trái là được nè. Muốn cầm một trái nữa để lặt cho nó nhanh nhưng cũng không cách nào luôn. Hái từ trái thôi, lớn quá luôn nè. Trái này khổng lồ nè. Hai trái khổng lồ này đi. Không, cái này mình lặt không được á nha. Tại vì mình lặt á, nó được rồi nha. Đó. Cái trái nè. Cái trái ổi thái không hột mà nó ngon. Nó bự vậy nè cả nhà. 2, 4, 6 trái rồi, hai một trái nữa đi. Hai trái này đi. Trái này bự nè. Đó. Nói trái này đi. Này không dám lặt. Không được. Lặt không được. Cứng quá. Đó, được rồi. Rồi, 7 trái. 7 trái là thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật luôn nè. Coi như là ăn một tuần á, một ngày ăn một trái. Mình sẽ đi qua bên vườn khổ qua để rồi mình hái khổ qua nha cả nhà. Thu hoạch khổ qua mới được. Đây. Có mấy trái khổ qua, hôm nay mình sẽ dồn thịt khổ qua hầm. Hấp dẫn chưa? Hôm nay chắc không có nhiều lắm nhưng mà sẽ đủ ăn đây. Bắt đầu tìm mới được. Cả nhà ơi, kinh nghiệm xương máu, hôm trước để quá chừng trái bị già. Hôm nay mình sẽ hái sớm nha cả nhà. Kệ nó. Trái non chắc ăn cũng ngon lắm á. Đây nè, đây trái nữa nè. Chị ơi, cả nhà biết không? Mình trồng cái cây này đó từ hôm tháng 2, tháng 3 tới giờ á. Ô chú ơi. Chị ơi, chú cha ơi, trái nè. Ôi cả nhà ơi, nó bự quá đi. Nó bự thiệt thôi luôn á. Bự mà mình hái muốn không được luôn hả? Nó thằng mập. Coi nó mập hơn người ta nè. Đó. Đó, cả nhà coi coi nó mập hơn người ta nè. Bây giờ mình đi hái tiếp. Hái tiếp. Đây, nó lòng thòng, nó toàn ten luôn. Hái nha cả nhà. Đó. Toàn ten luôn. Đây. Bây giờ thì giờ mình nghĩ là chắc cũng gần cuối mùa rồi, thành ra mình không có để dài nữa đâu. Cỡ này là hái được rồi. Đi vào phía này coi. Chị ơi. Nè, ở đây cũng đâu có ít gì đâu. Đây. Thu hoạch thôi. Bất vậy. Dạ. Trái này chứ. Dạ, trái dưa đó lớn lắm rồi anh. Dạ. Nè, hôm nay mình đang thu hoạch. Dạ, thì có một cái anh hàng xóm đi ngang, thành ra mình nghe tiếng của anh á. Đây. Một trái nữa. Đó. Ở bên đây có một trái nữa đây. Thành ra đây nè các cô chú các anh chị có thấy cái trái khổ qua của mình không? Nó thấy hấp dẫn ha.
Bao nhiêu đó đó, nó nặng như cái cùm á. Nè, hái sướng tay luôn á. Ở trong này mát. Hôm nay trời 90 mấy độ luôn á. Mình đang trốn nắng nè. Đó. Hôm nay là những cái trái này là non không luôn. Hôm nay không có một cái hình ảnh vàng vàng nữa hết. Nhìn có một trái nữa nè cả nhà. Chú trời, đã chưa? Đã chưa? Ôi da. Ở đó dưới nhà mình á là ba trái này thôi là đủ nồi canh này nè. Nè. Nó ba trái này là đủ nồi canh này nha cả nhà. Rất bụp bụp. Rất bụp bụp luôn. Đây. Hái cho hết hôm nay luôn. Chị ơi, hôm nay cũng không tệ. Đó, ham chưa? Cả nhà ơi, thích quá đi. Ôi vàng ơi, cũng bị chín một trái đây nè cả nhà. Trái khổ qua chín đẹp vậy ha. Đang trái nữa nè, coi như hết tay cầm luôn rồi. Hết tay cầm luôn rồi. Bức không biết có hư dây không luôn. Chết rồi, hư cái dây rồi. Hôm nay có hai trái chín, cầm không hết luôn nè. Này bỏ vô. Cứ mỗi lần hái, hái bao nhiêu dây nè, ăn không hết luôn, ăn không xuể luôn á. Hái lần này rớt một trái, bị đứt cuộc sợi dây. Đó. Ham chưa cả nhà? Mình hái một xề rồi đó. Mình hái khổ qua xong rồi. Giờ mình hái cái ớt này mới được. Nhà thấy không? Hái không kịp á. Nè. Nó muốn khô trên cây luôn rồi đó. Ớt này khỏi phơi. Tội nghiệp á, nó nuôi nhiều trái mà mình hái không sớm á, để cho cái lá của nó vàng que quắt vậy đó. Nếu như mà mình hái sớm á thì mình sẽ dưỡng được cây, cây trái là vậy á. Nhưng mà vì cứ chạy tới chạy lui cái là nó khô rồi nè, không hai liền à. Ớt. Đó. Có mấy trái cà pháo nè. Mấy cái trái này mình để giống nè. Chắc bự rồi đó. Chắc cũng sắp hái được rồi. Mấy cái trái cà tím này nó không đúng mùa nên nó vàng giọt, cái nó không có đẹp. Trái này chắc già rồi quá. Thấy không, mặc dù hả nó nằm lấp ló trong đây vậy chứ cũng có nhiều trái cũng đủ ăn á nè, khỏi đi chợ được á. Đây cũng có một trái nữa nè. Cả nhà thấy không? Nhiều khi mình thấy không có thấy là bao nhiêu trên á, nhưng mà hái ra nó nhiều nè, thấy chưa? Ôi xích quá. Này là ông xã của mình có một dĩa loại tím ăn chiều nay rồi. Đây cũng có còn hai trái nữa nè. Ôi chú trời, nó nằm dưới đó, nó nằm ở dưới đất lè tè thôi à. Mình hái được mớ ớt nè, mớ cà tím nè. Đi ngang qua thấy mấy trái ớt chuông, hái luôn. Cái này chắc còn xanh. Có mấy trái ớt đỏ nè, hái luôn. Hôm trước hái rồi á, mà hái không hết nè. Nó này nó cuối mùa rồi nha cả nhà, nên nó vàng vọt giọt, nó bị vàng lá vậy. Tại vì mùa thu rồi, vô mùa thu rồi. Này hôm nào cũng ra mình nhổ cỏ mới được. Mấy cái cổ cỏ cú này nè, nó sống quá là dai luôn, sống còn khỏe hơn cây mình trồng nữa. Cả nhà thấy không?
ớt. Cái đống cây ớt này nè là mình không thấy lá nè, nên không nói mình sợ, mình nói là mình sợ sâu nè. Tại vì thường thường á, kinh nghiệm của mình hãy cái cây ớt nè mà thấy bụi lũi lá á, là thường là sâu nó ăn. Nhưng mà vì mình đang đi kiếm trái hái không à, không có dòm nên không có thấy. Đó, được nhiêu đây rồi. Và phía này coi có trái cà nào không. Đây nè cả nhà ơi, cũng có một số cà đây nè, hái luôn. Còn nào nữa không? Nhưng mà hái luôn. Có cái nó lỏng thòng ở dưới cái thùng á, cái mình không thấy. Cái này có con trái nữa nè. Đấy. Chú cha ơi, cả nhà ơi, cà nó quá chừng lên rồi nè. Cái này hả, phải bứng ra trồng mới được. Ây da, ôi da, sao cứng vậy. Rồi, mình hái được rồi này cả nhà ơi. Một rổ rồi, một xe nhỏ rồi. Bây giờ mình trở vô nhé. Ôi da, mình đi ngang á, cái thùng mà cái chậu mà rau muống nè, mới hái dừng 2 bữa trước thôi mà bữa nay nó lên ngon quá, non mướt luôn ạ. Nên mình hái một ít để mình ăn với mắm kho nha cả nhà. Cỡ này là ăn ngon nhất. Cỡ này là mình ăn là mình coi như không bỏ cái gì luôn. Đó, non mướt luôn. Nhiều khi mình ra vườn mình hái chừng một nắm thôi là mình ăn được rồi. Đó, khỏi xào nấu gì nha cả nhà. Ngon như này là ăn không bỏ cái lá nào luôn á. Đó. Đó, ở nhà trồng ăn sướng lắm cả nhà ơi. Nè, mình thích á, ăn non mướt luôn. Hơn nữa cái nhà mình trồng á, mình sẽ kiểm soát cái phân phướng, giống như là hôm nào mà mình thấy nó mà giống như là nó còi quá đó, thì nó còi quá thì mình bỏ một chút phân phân organic đó. Rồi đủ ăn rồi đó, chỉ có một mình thôi. Ông xã mình đi làm rồi, có một mình à. Mình hái bao nhiêu đây để mình vô mình ăn với mắm kho. Mình đã thu hoạch rau củ ngày hôm nay rồi cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ dừng video chỗ này. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye.